ơi, mọi người thấy không, cái hào em bít luôn cái mặt nè, không nói gian nha, bít luôn cái mặt đó nè, lê 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 bít bít hết cái mặt luôn thiệt mà, con hào bít cái mặt nè, gian á, thấy ghê không, mọi người có thấy không nè, con hào bít luôn cái mặt đó, nó bự á, nó không phải bự, nó không phải nó bự cỡ bàn tay đâu mà nó bít luôn cái mặt á, chàng ơi, có con hào, quá chừng luôn, mọi người thấy đẹp chưa? Cảnh thì cũng rất là đẹp nha mọi người đó, mọi người thấy không? Nguyên một cái bãi mà mình đậu tàu luôn. Đó, mọi người thấy đẹp chưa? Thiệt là đẹp luôn, xuất sắc quá. Hồi xưa tới giờ là mình đi bắt hào hoặc đi lượm hào nha mọi người. Nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bí kíp mới là đi gắp hào. Ok, mời mọi người cùng đi gắp hào với lại ba chị em đẹp gái của bọn mình nha. Let's go. Đó, mà giờ này là đó. Đó, hào nè bà con. Đó, bà con cô bác à, đó, hào kìa. Đây đây đây, để quay sát lại cho mọi người coi nha. Giữa. Và đây mọi người coi cái chị đẹp gái này nè. Chị đẹp gái này chị gắp nè, đó, thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa, công nhận công việc nặng nhọc, quá chừng nặng nhọc luôn đó, thật là xuất sắc luôn nha bà con. Ê, sao con này bự này không gấp hả? Quá chừng luôn nè mọi người ơi, trời đất ơi, trời thì rất là lạnh ha, nhưng mà vẫn còn đi gấp hào được. Đấy, trời ơi. Mà làm sao mà thoát thai xuống được, nặng lắm, gấp đi. Ờ đúng rồi, bữa ông đại dẫn đây nè, là suốt dưới đây luôn nè. Mấy bạn cứ đợi tới tối đi mình. Mọi người ở đây hả, gấp nha, gấp ở đây, gấp ở đây. À đây 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 đồ nghề, đồ nghề, đồ nghề, đồ nghề của nàng đây. Thôi lúc này kinh doanh ghê lắm, đã gấp lên rồi. Hay gì ta? Vô xô. Ê, cái này là ăn hào được tới mùa đông luôn nha. Cái này đi gấp rác. Người ta đang gấp hào mà rác đâu đây. Chàng ơi, mọi người ơi, quá lý tưởng luôn nè. Ờ, rác của biển nè. Ồ, ta vàng của biển, ai dùng từ rác. Tao không ăn rác nha, tao ăn vàng của biển thôi. Trời mọi người ơi. Cái này mùa đông nó kèm nó chạy ra. Đúng rồi, ra gấp một số về ăn. Rồi thấy là cái hào này chết với tôi nữa rồi. Xong nữa rồi, xong nữa rồi. Này mấy con blue sen nó nặng vậy nè. Ừ đó, đặt bỏ vô. Ở ngoài kia kìa, trong này là mới cất ở đây à. Đi ra ngoài tức ra ngoài chỉ đây nè. Mọi người ơi, quá chừng quá sức luôn nè. Ê, lấy 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 mấy con bự này đi. Phải không, còn sống không? Quá chừng luôn nè. Nè mọi người thấy không nè, cái này là hào nha. Kinh khủng luôn. Trời ơi, hay thiệt luôn á. Nó không dơ tay luôn. Không dơ tay luôn á bà con. Ê, cái con ngoài đó bự kìa lên. Tới không, coi chừng lọt. Coi chừng lọt, lọt ố nha. Trời ơi, quá chừng luôn. Ồ, kiếm mấy con bự nè, 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 bự nhiều luôn á lên. Lấy con bự lắc gì nướng hơn. Trời ơi, cái này mà nước rút gấp phê luôn á. Tại vì nó lòi đầu lên á. Thôi nè. Cậu nó bắt hào cực quá. Bắt hào mệt lắm. Mùa đông, mùa này là mùa xuân nhưng mà vẫn còn lạnh, nhưng mà tay ấy ấy đập nó. Làm gì mà có đá, đâu có đá đá ngoài bút bị kia lựng. Đây 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 đây, ở nữa. Về một đống con lỗ sen rồi. Đó, thu hoạch hào mùa đông nè mọi người ơi. Mùa xuân chứ nhưng mà còn lạnh lắm nha. Còn lạnh mà năm nay cả nó mập nè. Còn lạnh tê tái luôn á mọi người. Đó, hào vào thùng. Ra đây coi giang hồ. Mấy con nó coi chừng á, mình quay lên xong rồi nó có. Nó có. Nè, có hồ nè. Trời ơi, con gì vậy? Bới bà con. Bới bà con, con gì? Mọi người có ai biết con gì không? Cậu cho em xin ý kiến.
cho văn bản nhà này xin ý kiến nè mọi người ơi, quá sức luôn mọi người ơi. Trời ơi, công nhận con này nó đi bắt hào mà cực dễ sợ luôn á. Cực lắm mọi người. Trời ơi, quá cực luôn mọi người ơi. Mùa này là mình sẽ không có thể nào mà lội xuống dưới biển để bắt hào được đâu nha mọi người. Rất là lạnh luôn. Cho nên mình sẽ nhờ cái cây gấp thần thoại này để gấp nó lên nha bà con. Cây thần thoại này mình sẽ ăn được quanh năm luôn. Khi nào thích thì cứ ra gấp thôi. Lắm. Một con đeo bao tay thì nó chỉ chiêu thôi. đấy kiến thừa. Trời ơi, quá chừng bự luôn mọi người ơi. Nó nhưng mà gấp hào cực thiệt luôn á, công nhận. Cái công việc gì mà nó cực khổ quá đi. Không, hôm nay mình chỉ ăn con hào thôi ha, không có ăn con sò xanh nha mọi người. Con sò xanh nó rớt xuống biển tại đó. Tại vì nó mê con bự á, coi chừng mày lọt con đó nha Lê. Coi chừng lọt, trời ơi cái cây này không đủ dài. Ê bỏ đi. Trời ơi bắt con cá. Đây bên đây hà luôn nè. Trời ơi đây nè. Con tàu lao cái lao. Đây bự nè. Đá nước chỗ này ấm nè. Tội nghiệp Lê thấy sợ luôn, nó làm công việc nặng lắm. Nặng nhọc đó. Lạnh lẽo nữa. Nhắn hồ kêu rồi. Ốc không? Không. Ốc không? Không. Ăn ốc không? Ăn ốc không? Ăn ốc không? Ốc sợ ốc không? Ăn ốc không? Nhưng mà ốc ở đây không biết có cát hay không á, lụm gì. Ốc thì ngon lắm. Ôi trời, đây, trời bự, Kiền ơi. Kiều ơi, mọi người có thấy không? Thấy giống như là tảng đá đúng không? Nhưng thật sự nó là hào nha bà con. Đó là hào ở dưới đó. Hào á, nè. Cái bãi, cái dùng của mình phải nói là kinh khủng luôn, toàn là hào không. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi, nhìn thấy khủng khiếp ha. Quy hoạch chùm lồ xe luôn. Ấy, lồ xe kìa. Mai có nhà thờ xuống chơi. À vậy hả? Đó cho nên mình mượn là cái kẹp. Đó nó cho mượn đi. Mượn cái kẹp. Cái bãi này mà càng bắt là dân của nó càng mừng. À. Người ta đó. Ôi có nè. Kinh khủng luôn á con hào. Này hào. Hào đó mà mọi người thấy sao? Hào hồi nãy nó không bự không? Không, nhưng con này nó đẹp. Hào là bây giờ cũng phải phân chia nữa. Trời ơi nó đẹp ông ơi. Con hào này nước hào mỏi lưng quá. Nước cao quá làm chi. Bây giờ đi vô đi ra nó khiêng cái thùng. Mẹ giang hồ cứ bắt luôn. Sàn tới sàn lui nè, giờ không biết là đi ra hay đi vô. Cái bụng á, mình không thấy. Ui, cái con này bự vậy không biết còn ăn còn sống không? Đây đó họ có em. Đấy, trời ơi, chèn. Ô mẹ, chèn ơi, nó bự nè. Bự nè. Mẹ con này già quá ăn ớn rồi. Hai con. Ôi con bự chưa? Con này hầu là hầu dẹp. Hầu dẹp nè. Hầu dẹp ăn cũng ngon lắm nha. Ngon không? Ngon. Đây dê là đây hà luôn. Không khỏe. Mẹ thì gấp hầu. Hồi nãy đứa nào kia là mang ủng mang đồ đi xuống bớt hầu đâu mày. Vẫn còn cắm cuối và cặm cụi. Lụm hào ổ gấp hào nha bà con. Thấy không, gấp hào mà hăng say thấy sợ luôn. Ba chị này giỏi kinh khủng luôn mọi người thấy không. Lưỡi không à, chảy nước miếng, không biết chảy cái gì nhưng mà chắc lưỡi không à. Quá trời ngày mai thấy chưa, không có nặng nhọc gì luôn á ha. Bỏ lưng thì bỏ lưng thôi. bên đây không, bên đây có nhưng mà không có đủ bự. Đây nè, đây nhưng mà nó hơi xa. Đây nè. Nè nhìn thấy quá chừng nè. Nè. Quá chừng luôn mà con cô bác ơi. Trời ơi bà con cô bác ơi quá chừng luôn.
đó. Không, con này chết rồi, con này chết rồi. Ở đây nè chị. Đây đây đây, trời ơi quá chừng luôn. Đầy xô, biết gì nãy lấy tìm xô nữa. Ô mẹ. Mẹ con gấp ra con lấy lưng hả? Đổi 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 tay không? Đổi cho con bé kia. cái này. Đây còn nhiều lắm đó Lê ơi, đây là Lê bự bự luôn nè, bự bự luôn nè Lê. Đau lưng vì mấy người á. Ừ, thôi kệ ráng đi cưng. Ráng đi cưng ơi. Đấy. Trời ơi. Chàng ơi, tôi ăn hào này tôi ăn luôn tới mùa đông. Có cái kẹp này ăn luôn mùa đông. Thì đó, cái kẹp thân. Không, mình mới kêu là cái đè kẹp thần thoại đấy. Cái này mà không thôi hư rồi, con nó hư rồi, con nó hư rồi, dục 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 xuống biển lại. Ờ con nó hư rồi, con nó hư rồi. Quá chừng chừng rồi, đầy xô nha, giờ lâu 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 hả, xô đầy luôn hả, đâu có gian đâu á. À, đây mà nó bắt cái lê vô tới trong đó là nó trào ra, hiểu không? Chàng ơi mọi người thấy không, một cái xô này là mười mấy ký á, phải giỡn đâu, xô bự lắm. Đây nè, kinh khủng luôn nè, quá chừng luôn. Ôi dồi ôi, nhiều. Sẽ chỉ cận kề kệ hơn. Là cái cây này á, là cái cây cây thần thoại của chị ấy. Cái gì mà cứ rắc đi mà. Cái gì vậy đó, mà phải gấp là thôi con nó dùng đi. Gấp mà phải có kinh nghiệm cho mọi người, tại hai cái que của nó rất là yếu. Chỉ này chỉ có kinh nghiệm trên 10 năm. Trên 10 năm gấp hào. Chỉ chuyên gia gấp hào ấy. Cho nên là này. Mọi người thấy chưa? Chàng ơi, cái này là gì? Đốt bà con. Đây, hình như ra đây đâu có bao lâu đâu đúng không? Ừ, đó anh. Có 5 phút thôi mà nó khiêng xô hàng 20kg đi về đây nè. Khiêng đi không nổi luôn kìa, thấy ghê không mọi người? Cuộc bắt hào của ba chị em mình đã kết thúc nha. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video. Mọi người nhớ like và nhớ share cho Thảo nha, để Thảo chia sẻ thêm nhiều bí kíp cho mọi người nữa, để mùa đông đi bắt hào không cần lạnh. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.